Hello anh em, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay bên shop linh kiện store của mình sẽ giới thiệu với các bạn một mẫu flycam nhỏ gọn, giá cực kỳ rẻ luôn. Đó chính là cái mẫu SH7. Thì mẫu này giá rẻ nhưng mà lại được tích hợp camera Full HD 1080. Thì một xíu nữa mình sẽ cho bay test thử cái hình ảnh và cũng như là video ghi lại ở trên cái mẫu flycam SH7 này. Thì trên vỏ hộp không có ghi bất cứ thông tin gì về thông số kỹ thuật của máy bay này cả. Thì mặt trước chỉ là để tên và hãng là SHRC và hình của máy bay thôi. Đằng sau đây cũng vậy, cũng tên, hãng và hình của máy bay. Thì mẫu này nó có hai màu, màu trắng, đen và màu đen. Thì trên tay mình đây đang cầm là bản màu đen. Và hiện tại ở linh kiện store của mình thì chỉ có về màu đen thôi và không có về màu trắng đen như thế này. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng nhau mở hộp xem coi bên trong nó có những cái gì nhé. Chiếc hộp khá là nhỏ gọn nha các bạn. Thì chắc chắn bên trong là flycam cũng rất là nhỏ gọn. Đây, đây chính là mẫu flycam của chúng ta, màu đen, rất là đẹp. Thì khi mà các bạn nhìn xéo từ bên hông qua thì các bạn nhìn cái thân này nó giống như cái con DJI Instron 2 gì đó, đúng không? Cái con mà 100 mấy chục triệu á. Nhìn cái hông bên hông qua nhìn rất là giống. Nếu mà các bạn loại bỏ cái cánh này đi nè, nhìn cái thân không á thì rất là giống ha, rất là nhỏ gọn. Mẫu này được tích hợp camera sẵn. Thì bên nhà sản xuất báo là camera Full HD 1080. Thì tí xíu nữa mình sẽ test cho các bạn coi ha. Phía sau đây là cái chỗ để pin. Thì pin là 1200 mAh và 3.7V. Thì pin này chúng ta bay được khoảng gần 20 phút nếu mà đối với con này. Rồi, tay cầm khá là bự anh em ạ. Rất là bự nha. Con này ngoại hình nó nhỏ xíu mà cái tay cầm rất là bự. Các bạn nhìn thử cái tay cầm chắc cũng hơn cả flycam rồi. Bộ phụ kiện đi kèm thì bao gồm là 4 bảo vệ cánh nè và một cái sánh hướng dẫn. Ok, và trong cái túi này thì có một cái tua vít, 4 cánh sơ cua và một cái dây sạc cho pin của flycam. Còn tay cầm thì chúng ta sử dụng pin 3A. Thì pin này chúng ta tự chuẩn bị nha, bên hãng sẽ không cung cấp cho chúng ta đâu. Rồi, thì trong cái sách hướng dẫn này á thì có hai loại tiếng, đó là tiếng Trung và tiếng Anh. Thì mọi người có thể tham khảo thêm trong cái quyển sách này. Và ngoài ra trong cái quyển sách này nó có ứng dụng cho các bạn luôn, hướng dẫn sử dụng ứng dụng ở trên điện thoại và có ghi chú rõ ràng. Thì ở đây có hai cái mã QR, một cái mã QR của iOS và một mã QR của hệ điều hành Android. Thì các bạn chỉ cần quét hai cái mã này là sẽ ra được cái ứng dụng của cái chiếc SH7 này nha. Rồi, ok. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành gắn pin và khởi động luôn. Mình đã lắp pin vô cái chiếc tay cầm này rồi. Thì bây giờ mình sẽ khởi động cả hai. Thì ở dưới thân của flycam có một cái nút nguồn, các bạn chỉ cần giữ 2 giây. Đó, là đèn của flycam sẽ nhấp nháy liên tục. Rồi. Còn ở trên tay cầm thì ở phía dưới, cũng dưới thân của tay cầm cũng có nút on off, các bạn chỉ cần bật lên xong gạt lên, gạt xuống một lần để cho nó kết nối với flycam. Và chúng ta vào wifi của điện thoại, chúng ta sẽ kết nối wifi của flycam nhé. SHRC phía sau là một cái mã rất là dài. Rồi, trên tay cầm thì cũng có tích hợp sẵn cái giá đỡ điện thoại, chúng ta chỉ cần kẹp lên thôi. Rồi, chúng ta kẹp lên như vậy ha.
Rồi, thì mình đã tải phần mềm trước đó rồi. Đây, SHRC1080B, click vô. Rồi, các bạn đợi một tí xíu nha. Rồi, ấn play nè. Ok, hình ảnh đã truyền về rồi nha các bạn. Thì mẫu này chúng ta cũng có thể là điều khiển trên điện thoại được luôn. Rồi, ok. Thì bây giờ mình sẽ khởi động. Thì khởi động các bạn chỉ cần gạt kéo hai cần vô là nó sẽ bay. Too deep to feel productions, where you find your emotion. Thì vừa rồi mình cũng cho các bạn tham khảo một cái đoạn video ngắn quay từ chiếc SH7 và một số hình ảnh kèm theo. Thì cảm nhận của các bạn như thế nào về chiếc mẫu Flycam này thì các bạn hãy để lại phần comment ở phía dưới cho bên mình biết nhé. Và ngoài ra các bạn đừng quên là nhớ like và subscribe kênh LKS channel của mình. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.